lại úi rồi. Rồi. Trộn đều là ăn thôi. Đó, bạn thấy chưa? Cực kỳ ngon luôn. Đây là món mì soba trà xanh nổi tiếng, mì matcha đấy. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây, mình mời các bạn ăn cùng mình nhá. Mình ăn thử miếng. Ngon mà. Quá ngon. Chào các bạn đã đến với channel của Swanjibi Cuộc Sống Nhật Bản. Hôm nay là gọi là mùa hoa anh đào các bạn ạ. Mùa Sakura ở bên Nhật này. Ở khu vực mình, công viên thì mình chỉ đi bộ khoảng tầm độ 5 đến 10 phút thôi là ra đến nơi. Công viên đấy hôm nay gọi là vườn hoa anh đào nở cực kỳ là đẹp luôn các bạn ạ. Và đây các bạn thấy này, đây là phía sau mình này. Các cây gọi là cây rau cải. Rau cải này, cải dại sao ấy. Tức là cái này tự mọc thôi, tự mọc ở bên đường đây này, không ai trồng à. Đó các bạn thấy không, nở cực kỳ là đẹp, nở một dãy luôn này. Đây bạn nhìn này, cao không, cao đúng cao hơn mình luôn này, gần 1m8 luôn, cao kinh nhá. Cao quá đó, nở đẹp lắm. Và đặc biệt là hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món mì soba trà xanh ở Nhật Bản rất nổi tiếng các bạn ạ. Đó là mì gọi là mì, như mình gọi là mì matcha, matcha trà xanh. Cái sợi mì xanh lè luôn. Và tí mình sẽ giới thiệu luôn và mình sẽ ăn luôn ngay tại tại công viên. Vừa ngắm hoa anh đào vừa ăn. Và bây giờ mình sẽ quay gọi là quay khung cảnh ở khu vực đây các bạn xem. Hoa quá đẹp. Đó các bạn thấy hoa chưa? Nó cực kỳ là đẹp luôn. Cái này là cây dại không ai trồng nữa. Đó. Đây vào bên dưới kia kìa, bên dưới cái ruộng kia kìa. Các cái cây hoa kiểu cây hoa dại nhỏ màu tím tím mà cái hoa bông hoa ăn trụm trụm đấy là nhìn đẹp lắm. Ở bên dưới kìa. Mọc bạt ngàn. Đẹp. Kia vào bên đây là khu vực sông ạ. Sông biển. Cái này là nước biển đấy, thủy triều. Giờ là thủy triều đang rút kìa, khoảng tầm độ tiếng 2 tiếng là rút hết sạch cạn luôn cái khu vực đây. Và đằng xa xa kia thì có mấy em vịt trời đang tung tăng bơi các bạn kìa. Nay đẹp trời rồi đấy. Hôm nay hơi ít, mọi hôm là nhiều vịt trời lắm. Đây là cây hoa cải các bạn. Các bạn thấy nào, cây hoa cải cực kỳ là đẹp. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến một vườn hoa anh đào cực kỳ là đẹp luôn. Umbala mọi bạn. Đây các bạn. Wow, các bạn thấy không? Đấy. Chưa? Kia là cây không biết là hoa gì ấy, trắng đẹp. Kia là lá đỏ. Và bên góc trái mình đây là một vườn hoa anh đào mình đây. Quá đẹp. Đây quay sát bạn thấy này. Đấy. Chưa. Cái này chưa nở hết các bạn, mới nở thôi, mới chớm nở thôi, nụ đang nhiều lắm. Ở mình là bây giờ là mùa mới bắt đầu thôi. Đấy, giờ. Kia đó sẽ lộ ra những cây cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, bạn thấy không? Đây là công viên gần mình đây. Đi bộ ra khoảng tầm độ 5 đến 10 phút.
Đấy, xa xa kia là một dãy ấy kìa, cây hoa cải. Wow, bạn thấy nhá, ui lụ đang quá nhiều luôn, không phải là gì. Khung cảnh đây thì để set in rồi các kiểu thì đúng là quá đẹp. Đây cây này thì nụ chưa nở mấy các bạn ạ. Đây là cây này khoảng vài ngày nữa là nụ nở ác chiến. Đó. Đây bây giờ mình quay mình chút nữa chào các bạn thấy đẹp không? Mình sẽ quay một vòng các bạn xem này. Khu vực ở ngoài kia thì biển và núi. Đấy, nha. Còn đấy, khu vực đây thì quanh đảo. Rồi, ok, để không phải chờ lâu món mì đấy, mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn món mì đấy. Và mình sẽ ra ngoài kia, ngồi ra ngoài ghế, mình ngồi và mình chế biến luôn ngay tại trận như các bạn xem. Ok. Và mình sẽ đổ nước vào nồi này cho sôi đi. Sôi mình cho mì vào, mình luộc, mì này phải luộc. Bây giờ mình bật bếp. Bữa đã nổi lên. Bây giờ mình giới thiệu các bạn này, cái mì nổi tiếng này, mì đặc biệt này. Đây các bạn này, mì soba trà xanh này. Cái bịch này là có 3 gói, 3 gói bên trong. Đây và cách chế biến thì ghi đằng sau đấy các bạn này. Nhất là cho nước vào để luộc mì qua. Rồi xong mình cho vào đĩa hay gì ấy. Thì có muối gia vị, cái gói gia vị bên trong mình sẽ trộn. Nếu mà ai kỳ công hơn thì ví dụ như là cho thịt hoặc là cho hành nhất gì á. Nhà mình nay thì mình chỉ bóc ra mình làm trộn ngay ở đây và mình ăn ngay đây thôi, chứ không có thêm gì á. Bây giờ bóc ra đây đó. À đây có các cái túi gia vị đây này. Đấy, nước sốt đấy, kiểu nước sốt đấy. Wow. Đây bạn này, 3 túi mì này. Đúng màu xanh luôn, xanh như màu chè này. Đúng soba trà xanh, mì matcha đấy bạn. 3 túi. Giờ đợi nước sôi. Ui sôi rồi. Nước sôi các bạn ạ. Đây mình sẽ ăn 2 gói thôi, 3 gói hơi nhiều. Đây bạn thấy sợi mì này. Thêm gói nữa. Đợi nước sôi khoảng 3 đến 5 phút là được ạ. Ok, múc ra đĩa và chiến thôi ạ.
Đây các bạn. Đây bây giờ mình lấy nước sốt mình cho vào. Úi giời. Mình cho gói thôi. Đây các bạn thấy này. Đấy, úi giời. Rồi. Trộn đều là ăn thôi. Đó, bạn thấy không? Cực kỳ ngon luôn. Đây là món mì soba trà xanh nổi tiếng này. Mì matcha đấy. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây mình mời các bạn ăn cùng mình nhá. Mình ăn thử miếng này. Ngon mà. Có ngon. Sợi mì dai dai. Mà có vị kiểu vị hơi hơi đắng đắng. Và nước sốt thì hơi ngọt ngọt. Ngọt ngọt đậm đà. Chung ngon. Đúng mì matcha luôn ạ. Tuyệt cú mèo. Wow. Mới đầu mình tưởng là cái mì này mình luộc qua nước ấy thì kiểu như là mì sợ là cái mì xẻo ấy, nhưng mà công nhận là lúc mình trộn mình ăn đấy, cái mì sợi mì vẫn dai các bạn ạ, rất ngon. Cái nước sốt ngon. Nhận nước sốt này mình cho thêm ít hành chăm hoặc là mình cho thêm ít thịt lên đấy thì tuyệt vời. Quá ngon. Mì này có nổi tiếng ấy ở bên này. Hôm nay thời tiết khá là đẹp ạ, mát mẻ, rất đẹp, phong cảnh thì miễn chê rồi. Còn ít nước hút nó. Ăn không để lại gì luôn. Sướng mà, ăn đã. Dạ sướng. Come on, hết rồi. Thôi vậy video mình kết thúc ở đây. Chúc các bạn ngày mới tốt lành. Và nhớ hãy like, subscribe mình nhá. Hãy nhớ đấy, like và subscribe cho mình để mình có động lực mình làm những video chất lượng hơn và tốt hơn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.